Thế anh bán hộ tôi. Ba là thôi anh cho phép tôi để tôi xả lỗ, để tôi về quê với vợ với con với gia đình. Chứ giờ này mẹ tôi đang gọi về thì nhớ tôi lắm rồi. Đấy phải nói trước, phải rạo rậu trước với cái ông bán cùng sản phẩm của mình. Đấy cho nên là các bạn sẽ thấy là khi một ai đấy muốn mở kinh doanh mà bên cạnh nó là quán phở, mình cũng bảo là mình cũng phải sang bắt tay, xong rồi trò chuyện tâm sự. Anh cho phép tôi là cái hôm khai trương với hôm mới mở quán này, cho tôi 1 ngày hoặc 2 ngày tôi giảm giá cho cái người người ta đến. Chứ tự nhiên phở người ta đang bán 30.000 một bát, ông mở quán phở ông ghi là 25.000, mẹ hôm sau nó sang là chắc nhà ông chả còn cái mẹ gì luôn. Cái gì cũng phải có cái sự đồng thuận của những nhà hàng xóm láng giềng, những cái người đang cạnh tranh với mình. Bây giờ cả một dãy người ta đang, hoặc một người hai người đang bán quán phở 30.000 một bát, ông mở quán ra ông mở cũng bán 30.000 thì ai người ta mua? Ông đề giá 25.000 thì thằng hàng xóm nó nhìn ông trước, nó xiên, chuẩn bị xiên ông trước rồi. Đi buôn cũng vậy, tốt nhất nếu mà khi các bạn mà treo biển công khai như thế, sang hỏi các nhà hàng xóm đã, ví dụ cây quất này của anh đang bán bao nhiêu? À, bán 600 à? Ừ, 600 như thế à? 600 như thế. Đéo dám đăng cái biển là 400 luôn, 300 luôn, chứ đừng nói là nó đang bán, thằng hàng xóm đang bán 600, ông có tin là ông treo biển, ban đầu định là treo biển 300 nhưng mà 300 là có lãi, theo các bạn ấy ở trên mạng là lấy 200 cộng cước xe là 250 về bán 300 có lãi. Nhưng thằng hàng xóm đang bán 600, mày tao đố mày, mày đăng cái treo cái biển là bán 300 quất đấy. 550 còn mẹ vừa vừa đăng vừa run. Giữ được an toàn không, hay là nửa đêm nó lại ra nó chặt con bạ nó hết. Đấy cho nên các bạn gọi là tấm chiếu chưa trải sự đời, cái mẹ thì cũng biết cái gì cũng muốn, nhưng mà có làm được cái mẹ đâu. Cứ thử cầm tiền đi buôn đi, xem là cái quán phở bên kia nó đang bán 30.000 một một bát đấy. Mày cứ thử, mày ban đầu mày mới mở, mày mà bán 25.000 thì là nó sẽ xiên mày. Mày bán 30.000 thì chó nó vào nhà quán mày mày ăn. Tại vì thằng hàng xóm nó đã mở lâu năm trường kỳ kháng chiến rồi, nó bán đang bán 30. Mày bán 25 thì tự nhiên là chuẩn bị là quán phở của mày là có cái âm khí rồi. Cái thứ hai nữa là nếu mà mày không bán 25 mày bán 30 thì chó nó ăn. Quán kia nó vừa thâm niên hơn. Đấy cho nên là khi các bạn mở quán phở, bạn sẽ sang hỏi ý kiến là thôi cho phép tôi là trong hôm nay là khai trương, cho vào trong vòng 1-2 ngày tôi giảm giá cho để lấy khách. Thì người ta hiểu ngay. Khi anh em đến nói chuyện với nhau thì có lẽ người ta hiểu, còn người ta không cho đồng ý thì thôi không làm được cái trò. Tại vì đôi khi chúng ta buôn có bạn bán có phường, chứ không phải chúng ta thích làm gì thì làm. Mẹ tự nhiên này người ta đang bán phở 30.000, tự nhiên ông treo cái biển là phở ngon lắm, hôm nay khai trương 20.000 một bát hoặc 20.000 hai bát tặng thêm một cọng hành. Bạn có tồn tại thì béo đâu. Nếu mà làm theo cái ý của các bạn ấy gọi là treo giá công khai, để giá công khai nãy ít thôi. Còn nói thật ra bản chất của kinh doanh là không có giới hạn trong việc là phải lãi bao nhiêu. Lãi càng nhiều nó là kinh doanh. Đôi khi ngày xưa thì người ta bảo là gian thương, nhưng bây giờ khi mà thành công rồi người ta đẻ cho hai cái chữ doanh nhân. Nó cũng là thế. Cò nó cũng là thế. Cò nó cũng là nói thế, phò nó cũng là nó. Gian thương nó cũng là nó. Nhưng mà nhà nước ta cho hai cái chữ là doanh nhân. À doanh nhân, người đi buôn ấy. Cò nó cũng thế. Các ông lặng lè thì các ông bảo cò nọ cò kia, với cả gian thương. Nhưng mà nhà nước ta thì hoặc là ấy thì khi là thành công rồi thì là doanh nhân. Còn nói chung cái chuyện mà nếu mà nhiều người người ta không biết, làm không ra nợ lần thì không lấy được. Còn cái vấn đề mà thực ra là nếu mà các bạn hiểu nó đơn giản như thế này này, tức là mua 200.000 ở Hưng Yên cộng cước xe 250 về bán 300.000 là có lãi rồi, sao không làm đi, sao không ấy đi. Bản thân các ông nói thật ra là với nhiều người, người ta bảo lãi gì mà lắm thế, ở dưới Hưng Yên thằng góp nhặt cát đá nay chim có 300.000 về bán 1,2 triệu. Đôi khi là các bạn đếm cua xong trong lỗ, các bạn thấy thế là lãi. Nhưng đôi khi chi phí rồi các thứ linh tinh rồi, chỉ có bán có 8 ngày Tết, nó khó. Còn đến khi nào các bạn lại bảo, các bạn hay lên mạng bảo sao lãi lắm thế, mới thể tổ sư cái thằng buôn mới thế nọ kia. Nhưng tại sao với những người thông minh nhá, với những người giỏi hoặc với những người người ta kiếm tiền, người ta chỗ mẹ nào ngóc ngách nào mà có khả năng kiếm tiền là người ta vận động người ta làm. Nhưng với những người không ấy được, chỉ có tìm ra cái kẽ hở để chê bai người khác thôi. Đối với những người người ta có mấy cái máu máu kinh doanh ấy, người ta bảo à hóa ra là ở dưới Hưng Yên cây quất này 300.000, thế mà về mình nó toàn bán 1,2 triệu, tại sao mình không nhập 300.000 để mình bán 1 triệu để giúp bà con hoặc mình có lãi. Đấy cái người người ta có cái động lực kiếm tiền và giúp đỡ thiên hạ nó thế đấy. Mặc dù là nói thật ra giúp đỡ thì vẫn là cái câu câu gọi là ở mình là bây giờ đang bán cái loại quất này 2,2 triệu,
tôi sẽ mua về tôi bán với giá 1 triệu cho phục vụ bà con. Nhưng mà giảm giá ấy, nó không phải là liều thuốc tiên đâu. Thậm chí đôi khi bạn giảm giá là từ cái thằng hàng xóm nó đang bán 1,2 triệu, bạn bán